thiết kế tối giản nhưng sang trọng, chuẩn dạp chiếu tại gia, ra mắt với hai phiên bản gồm 55 inch và 65 inch. UHD AI TV C8 là dòng TV thông minh mới nhất của TCL sở hữu thiết kế siêu mỏng sang trọng. Các vật liệu kim loại được sử dụng trong TCL C8 rất lý tưởng trong việc tỏa nhiệt, làm cho chiếc TV không những mang tính nghệ thuật mà còn an toàn cho người sử dụng. Chưa dừng lại ở đó, thiết kế tràn viền còn cung cấp một tầm nhìn lớn bất ngờ để mang đến cho bạn trải nghiệm xem tuyệt vời vốn nổi tiếng là nhà sản xuất luôn chú trọng công nghệ hình ảnh trong hầu hết các dòng TV thông minh của mình. TCL C8 lần này cũng được tập trung nâng cấp chất lượng hình ảnh để mang đến những khung hình sắc nét nhất. Công nghệ hiển thị 4K UHD và HDR10 không chỉ tạo ra hình ảnh sống động, chi tiết mà còn có khả năng tái tạo chính xác các sắc thái sáng và tối. Ngoài ra, công nghệ giải màu rộng và Dolby Vision mang lại màu sắc, độ tương phản và độ sáng đặc biệt cho màn hình, làm phong phú các lớp màu và thay đổi trải nghiệm xem của người dùng. Công nghệ Dolby Vision và HDR10 mang đến hình ảnh chân thật và sống động cho chiếc TV thế hệ mới với chất lượng dạp chiếu tại gia.